Chào các bạn Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa lên nhiều cánh như thế này Phần nhụy hoa thì mình có móc màu vàng ha Còn cánh hoa thì mình sẽ sử dụng màu trắng để móc nè Cánh hoa thì mình sử dụng các cái mũi nửa kép để móc ha Dụng cụ mình gồm len miêu cô Kim móc ở đây mình dùng kim móc 3.0mm cái đầu kim 3.0 mm của mình nó sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 ha đây ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng nhiều đầu kim khác nhau để móc cho cái thành phẩm của mình nè ở đây mình sử dụng đầu kim 3.0 mm để móc cái phần cánh hoa cho nó được mềm mại hơn để mình trang trí cho những sản phẩm lớn ha ngoài ra còn có kéo cắt len bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần nhụy hoa trước Ở đây mình sử dụng màu vàng để móc phần nhụy hoa cho nhụy hoa được nổi hơn nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Sau đó móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1, 2, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 11 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy kép đơn thứ tám kép đơn thứ chín kép đơn thứ mười kép đơn thứ 11. Sau khi được 11 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào vòng tròn đầu tiên, tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè. Đây sẽ là mũi kép đơn đầu tiên ha. Thì cái chân móc của mũi kép đơn này ta sẽ móc vào đây một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Đối với sợi len thừa ở phía sau này các bạn sẽ rút thật mạnh vào ha, để cho cái vòng tròn của mình được nhỏ lại nè. Thì lúc này mình vừa hoàn tất được một phần nhụy hoa như thế này ha, gồm có 11 mũi kép đơn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần cánh hoa ở phía ngoài. Mình sẽ sử dụng màu trắng để móc phần cánh hoa ha. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau hàng móc. Đây. Thì ở cái phần nhụy hoa nè, cái sợi len thừa mà mình chừa ra ở đây nè. Thì ở phía trước và phía sau của sợi len thừa ta sẽ có hai mũi móc ha. Đây là sợi len thừa nè. Thì cái chân móc ở phía sau sẽ là chân móc mũi dời. Còn cái chân móc phía trước là chân móc ta móc mũi dời vào đó. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của mũi dời ha. Vào cái chân móc ở phía sau của cái sợi len thừa á. Sau đó kéo cái sợi len màu trắng qua chân móc. Từ đây ta sẽ móc lên một dây móc xích dài 6 mũi móc ha. Các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len thừa màu vàng qua một bên nè sau đó móc lên cho mình 6 mũi móc xích 1 2 3 4 5 và 6 thì 6 mũi móc xích này sẽ là độ dài của cánh hoa nha đây cánh hoa của mình sẽ dài 6 mũi móc khi được 6 mũi móc xích rồi tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích 1 2 sau đó đâm kim vào chân móc thứ 6 và móc vào đây một mũi nửa kép Tiếp tục chân móc thứ năm cũng móc cho mình một mũi nửa kép ha. Cái sợi len màu trắng này nè, khi móc các cái mũi móc ở phía trên này các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc nha. Để các len không phải giấu len nhiều. Chân thứ năm móc một mũi nửa kép nè. Khi móc giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc vào đây một mũi nửa kép. Tương tự chân móc thứ tư cũng vậy, móc một mũi nửa kép vào chân móc này. Chân móc thứ ba cũng móc một mũi nửa kép. Chân thứ hai cũng tương tự móc một mũi nửa kép. Và chân móc thứ nhất, chân đầu tiên mà ta gây nên cũng móc vào đây một mũi nửa kép. Như vậy là phần cánh hoa đầu tiên của mình hoàn tất ha. Và sợi len thừa ở phía sau khi giấu vào trong mũi móc nó sẽ như thế này nè. Khi giấu len ta không phải cắt len nhiều nha. tiếp tục để kết thúc cái cánh hoa này thì các bạn sẽ nhìn cho mình vào cái vòng tròn nhụy hoa ở phía dưới á thì lúc này nè cái vòng tròn này nè cái chân móc mà ta vừa móc đầu tiên là cái chân móc mũi dời rồi ha thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc ta móc mũi dời của cái phần nhụy hoa là cái chân móc kế bên ha đây sẽ là cái chân móc mà ta móc mũi dời nè bỏ qua chân này và móc vào chân kế bên một mũi dời ha Đây ta sẽ móc vào cái chân móc kế bên này nè. Bỏ qua chân ta móc mũi dời và móc vào chân kế bên một mũi dời. Ta hoàn tất được cánh hoa thứ nhất có cái độ dài là 6 mũi móc. Từ đây móc lên 6 mũi móc để tạo cái độ dài cho phần cánh hoa thứ hai. 1 2 3 4 5 và 6. Tương tự như cái cánh hoa đầu tiên mà mình tạo á, cũng móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào chân thứ sáu một mũi nửa kép Chân thứ năm cũng móc một mũi nửa kép. Tương tự chân móc thứ tư cũng móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ ba cũng móc một mũi nửa kép. Chân thứ hai móc một mũi nửa kép. Và chân móc thứ nhất cũng móc một mũi nửa kép. Khi đã móc được 6 mũi nửa kép vào 6 chân móc xích đầu tiên này rồi nè, thì ta sẽ có cái độ dài của cánh hoa thứ hai bằng với độ dài cánh hoa thứ nhất. Đối với cái cánh hoa thứ hai để kết thúc cánh hoa này á thì khác với cái cánh hoa thứ nhất, ta bỏ qua một chân móc và móc vào chân thứ hai ha. Thì cái chân móc này nè, cái cánh hoa thứ hai là cánh hoa số chẵn á, các bạn sẽ không bỏ qua chân móc ở phía dưới nha. Ta sẽ móc luôn vào cái chân kế bên á là cái chân mà ta móc mũi dời ở đây nè. Móc vào cái chân sát bên đó luôn hả không bỏ qua chân móc nha. Móc cho mình vào một mũi dời. Ừ Như vậy là cánh hoa thứ hai của mình vừa hoàn tất ha. Tiếp tục để móc tiếp cánh hoa thứ ba, cũng móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi móc xích, tiếp tục lên 2 mũi móc xích và cũng móc lần lượt vào 6 chân móc ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc để mình tạo được cánh hoa thứ ba chân thứ tư nè một mũi nửa kép chân móc thứ ba cũng móc một mũi nửa kép tương tự chân thứ hai một mũi nửa kép và chân thứ nhất cũng móc một mũi nửa kép khi tạo được độ dài của cánh hoa thứ ba thì cánh hoa thứ ba ta sẽ làm giống như cánh hoa thứ nhất nha tức là cái nhụy hoa ở phía dưới nè các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc kế bên bỏ qua chân kế bên này và móc vào chân kế tiếp một mũi dời nè thì cái cánh hoa thứ ba này là cánh hoa số lẻ nó sẽ tương tự như cánh hoa thứ nhất ha ta được cánh hoa thứ ba nè từ đây tiếp tục móc lên 6 mũi móc xích khi được 6 mũi móc xích lên hai mũi móc xích và móc vào các cái chân móc thứ sáu đến thứ nhất á mỗi chân ta cũng móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc để tạo ra cái cánh hoa thứ tư ha khi hoàn tất được độ dài của cánh hoa thứ tư thì cánh hoa thứ tư là cánh hoa số chẵn ha nó sẽ tương tự như cánh hoa thứ hai á tức là các bạn sẽ không bỏ qua chân móc ha ta móc luôn vào cái chân móc kế bên này một mũi dời nè thì như vậy là các cánh hoa của mình sẽ móc xen kẽ ha một cánh ta chừa ra một mũi móc còn cánh còn lại thì các bạn sẽ không chừa mũi móc móc vào chân kế bên một mũi dời thì ta hình thành được cánh hoa thứ tư nè nó sẽ xen kẽ với các cái cánh còn lại các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha khi kết thúc mỗi cánh hoa thì cánh hoa số chẵn ta sẽ chừa ra một mũi móc ở phía dưới. Còn cánh hoa số lẻ thì các bạn sẽ không chừa mũi móc ha. Móc lên 6 mũi móc xích ở mỗi cánh hoa. Khi được 6 mũi móc xích thì lên 2 mũi xích. Sau đó móc lần lượt vào 6 chân móc, mỗi chân móc làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi hoàn tất được độ dài của cánh hoa rồi á thì cánh hoa của mình lúc này là cánh hoa số lẻ nè. Hoặc là các bạn có thể nhìn lên cánh hoa ở phía trước nó ha. Ta không chừa mũi móc thì tiếp tục ở cánh này ta sẽ chừa mũi móc. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Từ đây tiếp tục móc lên 6 mũi móc xích và móc tiếp các cánh hoa còn lại. Lên 6 mũi móc xích ở mỗi cánh hoa. Khi được 6 mũi móc xích tiếp tục lên 2 mũi xích và móc lần lượt vào 6 chân móc phía dưới nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc nửa kép thứ tư cho chân móc thứ tư nè nửa kép thứ năm cho chân móc thứ năm và nửa kép thứ sáu cho chân móc cuối cùng khi đạt được độ dài của cánh hoa thì tương tự nhìn đến cái cánh hoa ở phía trước nó á, ta chừa ra một mũi móc rồi thì cánh hoa này các bạn sẽ không chừa mũi móc móc vào chân kế bên này một mũi giờ luôn ha ta sẽ không chừa mũi móc nha tiếp tục lên 6 mũi xích nè được 6 mũi xích rồi thì lên 2 xích và lần lượt móc vào 6 chân móc phía dưới ha mỗi chân làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Khi hoàn tất được cánh hoa thứ bảy, tương tự như các cánh hoa phía trên thì nhìn vào cánh hoa phía trước nó ha. Không chừa mũi móc thì cánh này ta sẽ chừa mũi móc nè. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Thì lúc này ở cuối hàng móc các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ở cái cánh hoa thứ bảy này mình đã kết thúc ở cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng ở cái vòng tròn nhụy hoa rồi ha. Thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình 6 mũi móc xích để tạo cái cánh hoa thứ 8 tiếp tục lên hai xích và lần lượt móc vào 6 chân móc mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc hoàn tất được cánh hoa thứ 8 như thế này rồi nè thì ở phía dưới á cái mũi móc mà ta bắt đầu móc của cái cánh hoa thứ 8 này là chân móc của mũi kép đơn thứ 11 cuối cùng ở cái vòng tròn nhụy hoa ha. Thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi dời kết thúc ở cái phần nhụy hoa là cái chân móc ta bắt đầu móc ở cái cánh hoa thứ nhất ha. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Lúc này cái sợi len thừa của mình đang nằm ở phía trên của hàng móc nè. Nó đang nằm ở mặt phải của cánh hoa các bạn sẽ dùng kim đâm kim từ sau ra phía trước. Đây, ta sẽ dùng kim đâm từ phía sau ra phía trước ha. Vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Ở phía sau các bạn có thể dùng loại kim có cái đầu kim nhỏ, ta sẽ giấu các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè. Thì sợi len màu trắng các bạn sẽ giấu vào trong các cánh hoa. Còn sợi len màu vàng thì mình sẽ giấu ở phần nhụy hoa ha Cho cái phần mặt sau của mình nó được hoàn chỉnh hơn Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu hoa nhiều cánh Với cái họa tiết mũi nửa kép như thế này ha Đây là mặt sau khi giấu len vào trong mũi móc nè Chúc các bạn thành công